Do ảnh hưởng của đợt mưa lớn kèm việc xả lũ tại đập thủy điện Hòa Bình vừa qua đã khiến tuyến đê Hữu Hồng thuộc địa bàn xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội bị sạt lở. Đoạn sạt kéo dài khoảng 30 mét, tạo thành đường nứt lớn, đe dọa trực tiếp đến an toàn đê điều và tính mạng của hàng nghìn hộ dân sinh sống trên địa bàn. Theo ghi nhận tại hiện trường, đoạn sạt lở đã được cơ quan chức năng địa phương bao phủ tạm bằng bạt và đào rãnh thoát nước xung quanh che mưa, tạm thoát nước để giữ cho đoạn sạt lở không bị ngấm nước. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng giao lực lượng chức năng theo dõi và báo cáo tình hình để kịp thời xử lý những tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Để nắm thêm thông tin về vấn đề này, chúng tôi đã liên hệ với ông Bạch Công Tiến, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Vì. Ông Tiến cho biết. Việc này là cho chi cục đê điều thuộc Bộ Nông nghiệp, Sở Nông nghiệp người ta quản lý. Dạ. Huyện và chi cục đê điều đã báo cáo thành phố rồi, đề nghị thành phố cho xử lý khẩn cấp. Còn trước mắt thì chỉ khắc phục nhẹ thôi, khắc phục vừa nắm tình hình, được kiểm tra thường xuyên, được khắc phục những cái mức độ tối thiểu thôi. Hiện nay nước đang ngập lớn cho nên là cũng chưa thể có cái biện pháp xử lý lớn được, phải chờ thành phố chỉ đạo. Tuy nhiên, trong lúc chờ đợi các cơ quan khắc phục sự cố này, cuộc sống của hàng trăm hộ dân nơi đây vẫn đang bị đe dọa hàng ngày.